Chương trình từ thủ đô với luật sư Trần Thủ Thiên hôm nay chúng ta sẽ có dịp để bàn về một cái sự kiện lớn đang xảy ra tại Việt Nam. Hội nghị Trung ương 7 lần thứ 12 đã khai mạc từ ngày 7 tháng 5 2018 và sẽ kết thúc vào ngày 12 tháng 5 2018. Trong hội nghị Trung ương 7 lần thứ 12 này sẽ bàn về ba đề tài chính, đó là công tác cán bộ nhân sự cấp chiến lược, thứ hai là chính sách cải cách tiền lương, và thứ ba là chính sách bảo hiểm. Vấn đề thứ nhất chúng tôi xin bàn một chút xíu, đó là vấn đề về nhân sự ở tầm chiến lược. Đây là lần đầu tiên đưa ra cái khái niệm là cán bộ hay là nhân sự ở cái tầm mức chiến lược. Thì được biết là qua cái hội nghị Trung ương 7 này thì sẽ đào tạo hoặc là tuyển ra khoảng 600 nhân sự. Thì những cái nguồn này là từ những người làm phó ban bí thư hay là bí thư hay là những người giữ trọng trách ở các huyện, quận, các thành phố lớn hay là 64 tỉnh thành của Việt Nam. Thì chia trung bình ra chúng ta thấy là mỗi tỉnh có khoảng gần 10 nhân sự. Thì vấn đề hiện nay Việt Nam đang bị rất nhiều vấn đề về nhân sự, chẳng hạn như vấn đề chạy chức chạy quyền, hay là một người làm quan cả họ được nhờ, hay là cái vấn đề con ông cháu cha, những vấn đề những nhân sự không đủ tài lực hoặc là không đủ khả năng nhưng mà nắm những chức vụ cao, rồi đưa tới những vấn đề tham ô tham nhũng và phải đi tù. Điển hình là trường hợp ông Đinh La Thăng hay là Trịnh Xuân Thanh hay là những vụ Vũ Nhôm hay là Út Trọc, thì chúng ta thấy là đó là những cái vấn đề lớn, hay là vụ những vị tướng công an dính tới đường dây cờ bạc online chẳng hạn như vậy. Thì cái hội nghị Trung ương 7 này đề ra những cái quyết sách mới để mà ngăn chặn những cái chuyện chạy chức chạy quyền. Thì một trong những cái biện pháp đưa ra đó là người đứng đầu đó thì không thuộc địa phương đó, tức là ví dụ như là ông bí thư thành phố Hà Nội thì có thể là không phải là gốc Hà Nội, một cái dân có thể là ở Nghệ An, Thanh Hóa, bây giờ được tuyển lên làm chủ tịch thành phố Hà Nội chẳng hạn như vậy, hoặc là bí thư thành phố, những cái chức rất lớn và không có dính dáng tới cái vấn đề địa phương tính. Thì vấn đề đó thì người ta hy vọng rằng nó sẽ giải quyết cái vấn đề chạy chức chạy quyền, hoặc là vấn đề là một người làm thì kéo anh em vợ rồi bên vợ bên chồng chồng chéo nhau nắm những cái chức vụ to lớn, rồi đưa tới là tham nhũng cả dòng họ chẳng hạn như, rồi xây biệt phủ gây phẫn nộ trong nhân dân chẳng hạn. Thì họ muốn công khai và minh bạch tuyển những người có năng lực để mà nắm những cái trọng trách lớn. Thì tôi thấy cái chính sách đó nó cũng rất là tốt, tuy là có thể là dẫn tới những cái trường hợp như là không thông thuộc địa danh của cái địa phương đó, chẳng hạn như một người ở Bến Tre bây giờ được bổ lên Lào Cai chẳng hạn như vậy, thì họ sẽ không biết được những cái vấn đề về mùa lạnh ở trên Lào Cai nó như thế nào, hay là Sapa nó như thế nào chẳng hạn như vậy, thì những cái vấn đề đó cũng khó, hoặc là không thông thạo cái tiếng địa phương, tiếng dân tộc Tày, dân tộc Nùng chẳng hạn như vậy, ở những cái địa phương đó thì cũng rất là khó để mà có thể hoạt động, hoặc là có thể là giúp cho cái người địa phương. Thì chúng ta hy vọng là trong tương lai sẽ có những cái quyết sách hay là những cái chính sách thêm vào. Một trong những cái mà
chúng ta có thể thấy đó là không cho giữ cái chức vụ quá lâu, quá nhiều năm, chẳng hạn như là nên có một cái chu kỳ hoặc là một cái thời hạn khoảng 2 năm thay đổi một vị trí. Thì chúng ta thấy chẳng hạn như ở bên Hoa Kỳ thì những nghị viên đó mỗi 2 năm phải được bầu lại, chẳng hạn như vậy. Hoặc bên Nhật, ở bên Nhật họ tránh cái tình trạng viên chức tham nhũng hay là công chức tham nhũng, thì họ cứ 2 năm họ hoán đổi địa phương. Đang làm ở tỉnh A thì 2 năm sau sẽ đi một nơi khác ở tỉnh B, rồi người ở tỉnh B thì đi qua tỉnh C, người ở tỉnh C thì đi qua tỉnh A, chẳng hạn như vậy. Thì nó sẽ không có mọc rễ để mà tạo bè phái, bè cánh, rồi cánh hảo, rồi lợi ích nhóm. Tại vì khi mà anh có nhóm thì bắt đầu anh có tay chân, bộ hạ, rồi bắt đầu anh mới lũng đoạn cái nhà nước pháp quyền. Anh coi thường pháp luật, anh có thể là anh làm giàu bằng cách buôn bán đất đai. Những vụ nổi cộm gần đây chẳng hạn như là ở Phước Kiển hay là ở Thủ Thiêm, rồi Biên Hòa, Đồng Nai, Long Thành, rồi thậm chí ra tới Phú Quốc, những cái vụ rất là ồn ào dư luận. Thì chúng ta thấy là với một cái quyết sách mới thì có thể hy vọng là sẽ công khai minh bạch và giảm những cái sự lằng nhằng, những cái liên hệ ma quỷ, những liên minh ma quỷ, những cái móc nối, những cái chạy chức chạy quyền trái pháp luật. Thứ nhất là trái pháp luật, và thứ hai là trái với kỷ luật của đảng. Đảng chẳng hạn như không cho phép làm những việc như vậy, thì những người có chức có quyền lại cố ý làm trái pháp luật và trái với kỷ luật của đảng. Thì chúng ta thấy vấn đề thứ hai nữa là nâng tầm chiến lược, thì cần phải đề ra nhiều cái quyết sách khác, chẳng hạn như là yêu cầu người cán bộ đó có một cái năng lực khác, chẳng hạn như ít nhất là phải đi công tác nước ngoài ít nhất là 2 nước chẳng hạn, và khả năng về ngôn ngữ ít nhất là phải biết một ngôn ngữ trở lên, chẳng hạn như biết tiếng Hoa hay là biết tiếng Nhật hay biết tiếng Anh, tiếng Nga, đại khái có một ít nhất một ngôn ngữ, thì cái tầm của cái người viên chức đó sẽ được mở rộng. Tại vì họ có thể đọc được sách báo của nước ngoài, họ có thể được đi học hỏi tham quan ở các nước khác. Thì cái cách mà nâng cái tầm chiến lược là chỉ có đi học nước ngoài về, chúng ta nghiên cứu và rút những ưu khuyết điểm. Thì cái cầu nối chính là ngoại ngữ. Và được biết là trong những thời kỳ đầu của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì những người lãnh đạo, lãnh tụ rất giỏi về ngoại ngữ. Chúng ta có thể thấy là trả lời lưu loát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp. Trên các YouTube chúng ta có thể thấy là ông Phạm Văn Đồng chẳng hạn, như là bà Nguyễn Thị Bình, hay là thậm chí là ông Hồ Chí Minh trả lời bằng tiếng Anh, tiếng Pháp rất là lưu loát. Thì đó là một trong những cái cách để mà nâng tầm chiến lược. Tại vì bây giờ cán bộ công nhân viên chức thì giống nhau lắm, bằng cấp cũng giống nhau, cái gì cũng giống nhau hết, tại vì cùng học cùng trường mà, cùng học đại học, cho nên là năng lực nó giống nhau, nên rất là khó để mà lựa chọn nếu mà không có những cái tiêu chí mới. Và vấn đề thứ hai là vấn đề cải cách về tiền lương. Thì vì chúng ta có nhiều cái gọi là nhiều bất cập trong cái chính sách tiền lương. Được biết là hệ thống công chức hay là viên chức thì theo hệ số, ví dụ như là mức lương tối thiểu là 1.390.000, thì được biết cái khoảng 1.400.000 này nó chỉ bằng nửa của những người làm ở những doanh nghiệp tư nhân. Tức là làm ở doanh nghiệp tư nhân thì thường được trả gấp đôi, cùng một công việc na ná nhau thì được trả gấp đôi. Thì chúng ta thấy những người làm trong công chức hay hệ thống công quyền đó, họ bị những cái giới hạn đó
tức là cái đồng lương nó thấp hơn so với mặt bằng của những cái công ty tư nhân hay là những cái công ty có liên hệ với nước ngoài hay là những doanh nghiệp của nước ngoài. Cho nên cái vấn đề cải cách tiền lương nó rất là bức xúc và rất là gay gắt. Thì làm cách nào để mà nâng cái tiền lương cho người lao động hay là những viên chức công chức thì rất là khó. Một trong những cái biện pháp đó là tinh giản biên chế, tức là lúc trước cơ quan có 10 người thì bây giờ giảm còn 5 người. Và từ đó thì cái lương mà cắt giảm từ 5 người sẽ được chia bớt cho 5 người còn lại. Đó là một cái cách. Cách thứ hai đó là phải tăng cái thu nhập của nước Việt Nam. Thì tăng thu nhập như thế nào thì chúng ta nói sơ, chẳng hạn như tăng những thu nhập từ cái nguồn du lịch, tổ chức nhiều địa phương du lịch để mà cả nước Việt Nam có thể làm du lịch và thâu thêm tiền. Thì được biết là trong 2017 thì cái GDP của Việt Nam tới 6.38, 6% 3.38 thì rất là cao. Cái ngân khố thì được khoảng dự trữ được khoảng 67 tỷ đô la và trả nợ nước ngoài là khoảng 11 tỷ đô la một năm. Còn kiều bào nước ngoài đóng góp và gửi về cho thân nhân thì khoảng 13 đến 14 tỷ một năm. Thì những cái nguồn thu từ du lịch là những nguồn thu nhanh nhất. Hiện nay thì chúng ta thấy là chẳng hạn như Phú Quốc, Mũi Né hay là Hội An, Đà Nẵng cho tới Sapa ở ngoài Bắc thì cũng tổ chức những cái du lịch, những cái dịch vụ du lịch. Một, nếu mà chúng ta mở rộng thêm nhiều cái tụ điểm du lịch thì có thể thu thêm rất nhiều tỷ đô la khác. Chẳng hạn như là chúng ta có thể là xây sửa lại cái sân bay Thành Sơn Phan Rang chẳng hạn như vậy, để cho cả cái vùng Phan Rang, Cà Ná, Tháp Chàm trở thành một cái trung tâm du lịch quốc tế. Đó là một trong những cái cách mà tăng thêm nguồn thu. Thì từ cái nguồn thu đó thì mới tăng thêm cái tiền lương. Tại vì lâu nay thì chúng ta thu được bao nhiêu từ cái nguồn thuế đó là đã gần như là cố định, không thể lạm thu thuế quá nhiều để mà gây những cái bức xúc trong người dân. Thì hoặc là một trong những cái cách mà các nước họ tăng cái thu nhập đó là mở rộng cái thị trường chứng khoán. Bây giờ thí dụ nhà nước có thể cấp những cái mã số kinh doanh chứng khoán hay là chơi chứng khoán từ nước ngoài. Chẳng hạn như một người bình thường, một ông Việt Kiều có thể mở một cái tài khoản mua bán chứng khoán từ nước ngoài và ông bỏ vô khoảng 100.000 đô la chẳng hạn như vậy, thì nhà nước Việt Nam sẽ thu được rất rất nhiều tiền. Theo tôi nghĩ là đó là một trong những cái cách mà có thể đạt được. Rồi hoặc là chẳng hạn như có như là sân bay Biên Hòa chẳng hạn như vậy đó, thì thay vì dùng chỉ cho quân sự thì bây giờ có thể là lưỡng dụng cho dân sự, thì có thể là trở thành một cái sân bay quốc nội hoặc là chỉ là một cái sân bay mà chuyên về hàng hóa, vận chuyển hàng hóa, thay vì tất cả đều dồn vào Tân Sơn Nhất chẳng hạn như vậy, thì bây giờ tách ra sân bay Biên Hòa mà nó đang có sẵn thì nó dễ. Còn bây giờ mà chúng ta chờ tới khi mà xây cái sân bay Long Thành, nó có thể tới 2030 là nó quá lâu, và thời tới đó thì không biết là thu được bao nhiêu, và tiền thâu vào sẽ không có tăng nhiều. Thì cái chính sách mà cải cách tiền lương nó sẽ dễ tới thất bại, tại vì thực sự là chúng ta không có thêm nguồn thu nhập thì khó mà tăng lương lắm, khó, không biết đào đâu ra hết. Một cái dự toán là khoảng 3-40 ngàn tỷ cho từ đây cần thiết cho tới 2020 để mà tăng cái tiền lương. Thì một cái chính sách tiền lương, giá lương tiền từ lâu thì người ta theo hệ số, từ cái số thu nhập thấp nhất và nhân theo hệ số, tùy chức cao hay là công việc cao thì cứ nhân theo hệ số thì sẽ ra cái tiền lương.
Bây giờ thì người ta đổi lại bằng cách là người ta cho thẳng cái con số, ví dụ như 20 triệu, 15 triệu chẳng hạn như vậy. Nhưng mà cái đó thì nó cũng không hẳn là đúng lắm, là tại vì đồng tiền sẽ trượt giá. Chẳng hạn như bây giờ 5 triệu bây giờ, nhưng mà 5 triệu trong 10 năm tới thì nó sẽ như thế nào? Nó sẽ bị giảm đi hay là tăng lên? Thì chúng ta, phần đông thì chúng ta sẽ biết nó sẽ giảm vì nó bị trượt giá. Khi đó thì cái đồng lương nó cứ phải thay đổi, lúc đó thì 5 triệu trở thành 8 triệu rồi 7 triệu chẳng hạn như vậy, thay vì cái hệ thống cũ nó cũng khá ổn, tức là theo hệ số. Và nhiều cái chẳng hạn như cùng chức vụ nhưng mà thâm niên khác nhau thì có lãnh cùng một đồng lương hay không, chẳng hạn nhiều vấn đề được đặt ra. Ngoài ra thì vấn đề chính sách bảo hiểm, một trong những ba điều mà chính sách bảo hiểm thì tôi có đọc qua những cái chính sách bảo hiểm trong cái kỳ hội nghị Trung ương 7 này thì vẫn chưa thấy được một cái cơ chế mới. Cơ chế cũ của Việt Nam vẫn là đóng và hưởng, tức là người dân đóng vào một số tiền rồi sau đó hưởng. Thì cái cơ chế này nó cũng khá cũ và tôi đề nghị là cần có một cái cơ chế mới, đó là chế tài những công ty lớn, bắt buộc họ phải mua bảo hiểm để mà người công nhân hay là người nông dân họ mới được thụ hưởng cái số tiền bồi thường bảo hiểm. Và một cái quan trọng nhất và trong cái kỳ cải cách về bảo hiểm này tôi chưa thấy, đó là bảo hiểm về thảm họa, tức là tiếng Anh gọi là disaster insurance đó. Tức là những cái thảm họa xảy ra ở đất nước Việt Nam thì chưa có được quan tâm đúng mức để mà mua bảo hiểm và đóng bảo hiểm. Chẳng hạn như là tôi nói thảm họa về các nhà máy thủy điện, chẳng hạn như nhà máy thủy điện Hố Hô năm ngoái chẳng hạn, như là xả nước tràn lan ra gây úng lụt cho hàng ngàn cái căn nhà. Rồi tôi được biết thì không có bồi thường gì cho những người bị nạn như vậy. Thì với cái, nếu mà đề ra được cái chính sách gọi là bảo hiểm những thảm họa thì có thể nhà nước bắt buộc toàn bộ những nhà máy thủy điện phải mua bảo hiểm về thảm họa. Và khi mà họ mua bảo hiểm về thảm họa đó thì chúng ta sẽ có những người xin lỗi, những công ty bảo hiểm họ sẽ giám sát những anh nhà máy thủy điện. Tại vì những nhà máy thủy điện này thực chất là những doanh nghiệp đẻ ra tiền, họ có thu tiền, họ bán điện, họ thu tiền, cho nên họ có tiền để mà họ phải mua bảo hiểm. Và khi mà có công ty bảo hiểm giám sát thì chúng ta sẽ thấy là họ không cho phép những công ty thủy điện này tích nước quá nhiều và khóa cái van gọi là van chống lũ chẳng hạn, như là hay là những cái van an toàn. Thường thì những cái van an toàn tới một cái cao trình nào đó thì họ phải xả ra, nhưng mà những anh thủy điện này cố ý đóng lại để tích nước cho nhiều. Và khi tích nước cho nhiều tức là sẽ phát điện nhiều, và phát điện nhiều thì ảnh sẽ hút tiền nhiều. Đó là cái ẩn ý phía sau đó. Thì chúng ta sẽ có những công ty bảo hiểm giám sát chuyện đó và không cho phép làm như vậy. Tại vì làm nếu mà gây ra thảm họa thì công ty bảo hiểm sẽ phải bồi thường. Cho nên công ty bảo hiểm phải có người giám sát để mà không có bị những cái trường hợp đó thì người dân mới đỡ. Còn không thì chúng ta sẽ thấy là những thảm họa xảy ra rồi không có ai bồi thường. Hoặc là những cái chuyện như là đi đánh cá chẳng hạn, tàu cá bị bắn bể hay là chết ở ngoài biển vậy đó, thì những cái thảm họa nó đầy hết rồi. Hoặc là những cái công ty nó làm ô nhiễm môi trường mà nó không mua bảo hiểm chẳng hạn như vậy, khi nó bị phát hiện ra sự cố thì nó kiếm cách nó lấp liếm chẳng hạn như vậy. Thì tôi đề nghị là nên có những cái chính sách về bảo hiểm về những thảm họa để cho người dân đỡ bị thiệt hại. Hoặc là những cái building, những cái tòa nhà cao ốc chẳng hạn như vậy, họ chứa xe, họ làm bãi giữ xe cả trăm chiếc xe, rồi tới khi mà mưa lũ gì đó ngập lụt họ chẳng đền cho ai hết, cả hàng trăm chiếc xe bị ngập lụt
đầy trong các hầm chứa chẳng hạn nha, họ không có bảo hiểm cho nên họ không có đền. Đó là những cái thảm họa. Và chương trình của chúng tôi tới đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý vị kỳ tới.